Mọi người, mình thân ba là tiếp tục chuyên mục một mốc các món quà đến từ Hoyofest 2024. Hôm nay sẽ có ba cái hiệu của ba nhân vật. Đầu tiên sẽ là tiểu thư Navia đến từ tựa game game cinema. Thứ hai là phi hiệu của thủy thần Furina cũng đến từ game Genshin. Và cuối cùng là phi hiệu của nhân vật Topaz đến từ game Honkai Star Rail.